ăn lên cái mặt trưởng răng đau mặt trưởng người cùng bắn đau lũ tay phát huy ăn đang ăn cuồng cuồng các em chợ cái nhà họ cười con trai có mấy cái như là răng chuông đó cái tay mới thông cảm ở cả trong ha lê à lẽ ở giờ là với lẽ bố mẹ là với như kiểu với là mò là vải cái gì đấy vải bố mẹ khi anh đang lại đi yêu mình là báo cho ai đang à mới về lời duyên là đi đi đang đi yêu này đang lại cho anh hiểu ngay trăng mới em ngửi trăng mới em nhà cốt nhà nhà ùn băng cơ phùng 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 bài băng bài che che anh ơi anh đi đong đi đổ cho dê bước bảo đỏ chạy chuồng anh ơi té khế bao đi chạy hết mày cãi cái ơi có còn ngày hủi về chạy hết mày còn cái có ngày hủi đứng rồi chó đó có ngày hủi ó cờ đứng cổ răng cái này là phong tục cơ quan và cái đất đấy là đất là cái nôi phải mặt nghĩ là cái nôi băng khải đại cơ ờ mày ủn này răng lại ủn lại ủn lại bên nữ ờ ủn này lại bên nữ đó ủn nhà băng cờ ủn rồi đi đâu đi đồ do dê bước báo này chạy nó mặt đứng xó là con bơ đi chạy hết mày bơ lại chạy hết mày con khi ủn này răng một câu nên ở che hiểu ngay ủn này khen đấy anh ơi mang khen răng à răng anh đốn trùng cái cờ lọ chiêm mốt anh ơi đốn rốt cờ lọ lốt nặng à anh cho chín lặng đây đón còn rốn ăn leo bót là em ơi còn con ăn leo quạt quạt còn chẳng răng chẳng anh cho một đồ tru ăn một mắm cả anh ơi một cốc là hay là một mắm của cái bà nó băng cày chân trần còn băng con này còn cày băng cứng trù khô long con lăng kẹt long con lăng kẹt mày ơ mày là mấy ý về nghĩ thế của hắn ờ đang nói cho em đúng rồi em trở nên đúng anh đáp đi anh đáp đi để em nói lại nhưng bây giờ nói cho em là vẫn là bolero là vậy nhá là chung nhất không? Bây giờ nhá nếu mọi anh người đang lại nhá, em đang hướng vào anh các chị em sẽ em đáp nhá Phạm Thư ơi trắng mới em lên một câu đi bây giờ nhá em lại đáp ngay giọng nữ luôn cơ không đáp giọng nam nữa rồi tuyệt vời quá quá tuyệt vời giá trong nam trong nữ hai chất chồng đấy đây là minh nhân tài rồi thế tuyệt vời chưa tuyệt vời chưa rất là hiếm có nam trong nữ nếu mà tăng tiền được thì là có khả năng là một quần nữa nói các người ăn nha nếu mà tôi mà nói nha một đang con ha bên trai cả đêm luôn đây mình chỉ bên nằm đông nằm nam rồi tôi kể mấy bên nằm đông nằm nam tôi lặng rồi tôi mong người về mấy tôi mới mang một lần rồi à đó của nàng còn nga bên trai tôi mới mang một lần hàn này cái nên điều mà hạ xuống biết rồi nhìn chăng anh ngồi biết là không hay anh ngồi thì nắng út gót này nắng ốm nắng ngà này thì cái chùa cái chùa mỗi bolero chơi đa hệ luôn cái hệ là mướn ta cầm chỉ ra cầm chỉ đông đa hệ luôn à đây nhạc bolero nha cá đoán đã bồng liên chùa mon
Kỳ chưa? Mua là mua hiền à? Cứ tưởng là mặc bộ Tây, tưởng là nói tiếng Tây. Tây nó bản sắc dân tộc mường ở đây này. Mọng như cốt mọng như cốt đô khô, mọng lúa mới thay, mọng đi ra nọ, đi nọ ơi. Xin đợi bên chữ. Tuyệt vời. Tiệt đấy cử chỉ bây giờ. Đá bàn tứ nhưng mà cái, và đấy là âm hưởng kìa. Âm hưởng có những lúc là nó còn đang hơi lớn lớn một chút, đúng không? Thông cảm không? Cái bản sắc cái dân tộc của người Mường mình là rất đông và rất nhiều và rất rộng. Hoa ni ùn bánh nó mày lắm nèn bụng chú thầy chuyện ùn hẹn bánh nó mày lắm quan đưa anh mua cá cốt liên keng liên ngờ phục chén cho cá hơi chụa bánh ni nọ ơi nọ đau rầy cái đau đỉnh rầy đau đỉnh rầy cho nên cả người mân mùa mân mỗi cò cá đó đúng không mấy đạp chi nè. Còn nay thì còn con nữa mà bạn nhà chưa nhớ bài nữa nhà xe cứ chưa chớ nói vừa buồn với thắng cái đấy nhà buồn cổ cố cổ con mới buồn nó bài nữa rồi bài nữa chứ con nên diễn tả bằng cái âm hưởng của cái món mướng ha. Có thể đôi lúc cái việc là ở chỉ thế biến đi bộ và phê chi biến rồi thì bộ phê chi nó nhưng mà mang tính chất là rắn thì và đây tức là cái bản sắc dân tộc của món mướng ha, là hai bên chân trong và chữ chín mà chín chữ này là và đây tức là cái này ha với là hai là cái thế hệ của những cái người đi trước không cho nên và đây là hai chữ chín và phát huy những cái bản sắc dân tộc của món mướng cái riêng và trong đây là của dân tộc anh em khác, các dân tộc thiểu số khác, mỗi một dân tộc có mỗi một cái bản sắc riêng, thì hai dân tộc chồng và dân gìn giữ và phát huy các cái bản sắc dân tộc đấy để mang tính chất và đến các hai nhân rung cái tình cảm đi để tấm lại mọi nguyên lòng tổ quốc Việt Nam với hai nếu anh chiêm ngưỡng nếu anh nằm bạc anh rất nhiều không chứ kỳ hà vấn đề cơ lời kỳ chung gọi là dân tộc Kinh đây là đa số như vậy rồi cái bản sắc dân tộc Kinh là chỉ có một trong 54 gọi là con 53 dân tộc khác đó nào 54 dân tộc anh em ơi chúng ta đã phong tục tập quán của mỗi một vùng miền có cái sự khác nhau một chút ít mà chung quy rằng ta có chung là người Việt và dân tộc Việt và ta phát ngôn là phát ngôn ta phải phát ngôn là từ Việt hoặc là tiếng Việt. Đấy. Là cái người nghèo khó là cái người để được cái chứ đấy mình vô áo buộc là nó mình khá con cái nó mới nó rằng cả cái này cho nó thường sự yên khi là bố anh Trang nang con ngàn hỏi đây là anh ở nó đấy đang tàu con ôm là tôi là người buồn rốt bản đè là người buồn bê bản đảo là đảo buồn rù bản to thôi ôm mày non tinh mình nhá và quan nhá làng thì là bố đi nó mới để này con cái mấy đạo ngươi đi buồn vỡ vấn tỉnh suýt lưu chả phải suýt đạo cả chả cãi đồng buồn
anh chàng trai trung hùng đấy à? Anh chạy rốt 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 là chắc rồi. Cho nên là em mà kế đủ na còn ngài trai một báo cáo các ông các bà là tôi kế ác lắm. Kể chuyện là tôi kể nhưng mà kể xuống kể rang là tôi chịu. Tóm là lấy chèo một kiểu. Mang là chèo một kiểu người. Chèo về mấy thế chèo rộng rồi nè. Chẳng kiểu là độc truyện tôi đọc được cả đêm luôn. Nhưng mà có khi là như nói nhưng mà nói theo lái theo cái gì tôi chỉ nghe ngay như chúng mày nói đôi khi phải phân định mới hiểu được cái từ chúng đang nói cái gì chưa. Nó không quen được tiếng nhau mấy cũng mường với nhau cả thôi. Hai bên cảm hai cái về đồ đảo mới là món kinh là dân tộc Việt, món Việt đấy, chứ mới cho nên phải phiền dịch để nhà Hàn Ba Tống để không mà để nó để hoàng cả anh các chị tôi cái đi một tôi khi cái đi một tôi mất Thanh Hòa là tôi mà đâu cá ông ấy phải nghiên cứu mà ngay một tôi kể là cá ông ở vai Hoa Bình và Ninh Bình lặt lặng là măng khọt lặng trái chậm đấy chậm tầm rõ chủng phạt ngôn chỉnh thống cho nhau mới kể cái góc của cái địa phương mấy như chủ vế này tôi vẫn hiểu ra cái gì chủ vế như có cái là đi cũng phải phân định phải giải ra không mà vế à thế là đã hay là đùa không? Mới chẳng hạn như thầy Hà Phế Khô thì là mặt là luôn. Là anh là chị hay là em là út không? Là đã hay là cãi hay là đùa? Nhưng mà cãi là ôi hay là đùa là anh? Nhưng mà hay là anh là em này? Hà Phế Khô cãi thằng Thưng đúng không? Đây là chị thôi. Cãi ôi hay là đùa ôi? Nên mới là ôi hay là ai? Gia ho. Gia ho là vấn đề là... Là Hà Phế Khô biết. Hoa Minh là... Thế khó là khó chứ. Hoa Minh là óc hạ đoàn chị. Cái cụ sáu mươi tuổi là hai dầu cửa họ một già tí rồi bố dầu họ chứ rồi Hoa Bình thì ông ra bảy Hoa Bình con đi đang này cứ họ một già mà Thanh Hòa cái thôi như này đi đang con họ một già một cụ mang thì chắc là thân mật như cái người thân mật không mà xưng cái thứ thân mật là trong nhà mà chúng tôi là họ già mũi chù các nơi vẫn chị còn ở vai Hoa Bình hay là Ninh Bình thậm chí là ỉ mỉ là ỉ là mụn vâng đấy cho nên cái vấn đề hà là ngay như cái món mướng của hà thôi nhưng mà đấy đã nhiều cái nội dung đã có những cái phát ra ta cùng hà nào có được không đi hát đi như nhá ơi cái đi là ơi cải ơi đi là ơi toán hò dài này ơi bố có biết ơi coi gia đình chị toán cái đi làm gì nhỉ có là hò một gia hò gia nó mang thì chắc là những cái anh em ruột thịt lòng nhà lại giống như thế con người ngoan ngoái gia đình à gọi là ngoan xã hội thì tôi mới lại tôi mới ơi hay là mấy cái người lòng nhà mà ông ta không muốn nó Vùng miền là một cái vấn đề nhưng mà vấn đề cứ là tùy theo với như và linh còn là từng hộ gia đình là từng nhà là từng cái nếp cổ gia đình. Ôi gia đình nhà nói chủ nhà đâu. Nhà của họ mới mà nói với bộ đi mày họ vui nhau nhà. Mẹ ổn mân cái anh chị hoa hộp là vậy anh chị mới ổn du anh chị chỉ 12 tuổi là ơi bà ta đang nằm cũng khủng rồi mẹ ổn thảm hơn thảm với chú ấy đi chú ơi tôi mà đi du cứ tôi mà đi du mà vô họ mày bác ta để họ tôi cho mẹ tôi là ổn du đã ổn du mẹ chỉ hiện nay ai lại về có và nó cũng có ổn du với tổng cả ngoài như thế này ai lại đang quen cái nếp của ai về đó cơ ai một cái ngay cái lúc ủn của cái chú ai là họ với lúc ủn cụ cứ vẫn là họ với cụ mà là tôi một cụ chừng tôi chứ ó mà chưa họ với họ mình già với được cái này là cái này là ăn khu và lâu nay
bữa cái lúc mình đã rên dầu hay là rên du uống khô về thông cảm như xin phép là mình nhà tôi về thông cảm là nhà tôi là bên thì họ nhà làng ngay trước về nhà làng tôi ở mặt nhà làng là đây xin nói một cái nguồn gốc nền tảng của gia đình là gì là hộp bổ với bác hộp với bổ mẹ hộp với bác bổ đẻ sang mình mà hộp với bác hộp với mang du mang du mẹ dầu là phải họ phải tôi mỗi ngày mùa tôi là họ cao rồi nhưng mà được hộp bổ với bác có hộp với buồn thế đứa là chơi đó đứa là chơi thì lên nhà chơi nhà làng đứa là chơi ơi 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 chủ con cho hộp với bổ bổ của tôi hộp với bác cho hộp với bổ thì lý do cái này là cái đứng với cái nhà chơi nhà chàng mà vấn đề với là cái cái này một tôi còn hộp với bổ thôi và phải có đáng lẽ bác là với ai cho bổ không mà mình học với bác đó thứ nhất là mà cái nó đúng cái bác không các cái chị ấy nói nhất thì về nhà chung nó mõ hồ mới ra với thầy đúng không phải thân mật cái là người ngoài người ngoài mà nó ở quan hệ trong gia đình tàu Việt Nam không tính tài phú vẫn chưa cho 13 tỉnh cơ mà cho nên đi không đi chín mấy chuối mấy cho nên mình có đi nhiều mà mới là hiểu mà nhiều cái phong tục tập quán của mỗi một cái nơi là tôi phải thế nó tôi về thế kia mới đúng ở đây nó không phải là văn phật thích hay nghị luận hay gì mà đây là nó theo cái phong tục tập quán của từng nhà từng gia đình và từng vùng miền hiểu như vậy là chứ không phải là thế là chị sai là tôi đúng nó không phải cái đó từng dòng họ mày tao thế nó tùy theo đi luôn chứ không phải nhà nào mang đâu cùng ngày một lai một chỉ nhất thì là chúng ta phải tôn trọng những cái phong tục tập quán riêng của mỗi một gia đình và họ và mỗi một vùng miền nhưng mà bây giờ thì nó hơi chung rồi bây giờ chung tôn trọng là tôi hết rồi tôi nào chung nhưng mà chung nhưng mà người ta vẫn giữ có nhà người ta còn đang giữ được vẫn giữ đang đi được quán nhà quay bao để mà có những nhà quay là con vẫn tôi với bố mẹ mà có những nhà là chồng con với bố mẹ tức là người ta cải tiến đấy đã cải tiến đến giới mới thế thôi lại tôi với anh bổ tôi với anh mẹ coi mà có những nhà lại con với anh bổ con với anh mẹ hoặc là con với bố con với mẹ còn có nhà lại tôi với bố mẹ thì cũng là được và cũng là đúng vâng thì không phải là ai là sai ai là đúng ở chỗ này. Thôi rồi mày, nó bây giờ nó cày cái đi đi. Thâm nhập nhiều vào cái ngôn ngữ của tiếng Việt là mấy nhà mặt kia nhiều rồi là mấy con mấy con thì là phải chuẩn luôn. Cũng bố mẹ là phải con. Hai người hai đi cho khỏi buồn ngủ. Tôi là ngang hàng thôi.